Hồi xưa lúc nhỏ em có biệt danh là Sơn BD từ nhỏ đến lớn luôn. Lần đầu tiên á, mình được không biết trai, kiểu như là mình thích á. Gặp trời mưa xong em rủ tôi đi cái sạn ở gần đây này, có cái sạn này vô đó trú mưa đi. Hai đầu đi tắm, rủ bằng này tắm chung luôn. Sơn có đòi về ở chung em không cho. Tại vì lúc đó em ở với một bạn nam. Nhưng mà bạn nam này là em với bạn nam này thì không có công khai. Là em lăng nhăng hả? Cái gì em ngộ vậy? Tức không được nha. Em kiếm 10 triệu đi anh qua cho em qua em ở. Cái lúc đó mình yêu quá mình cứ chạy đôn chạy đá, mình đi kiếm 10 triệu nên bắt buộc qua mình ở với ông này. Tập này mà phát sóng lên là em mệt nó khai rồi. Chương trình tặng bằng sản phẩm Harare đến từ thương hiệu Spa Treatment. Khán Chi và Minh Tuân chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Cảm ơn nhãn hàng Spa Treatment, thương hiệu đến từ Nhật Bản đã đồng hành với chương trình này. Và sau đây xin mời quý vị khán giả chào đón khách mời của ngày hôm nay. Xin chào hai em. Tập này có vẻ chị Chi sẽ rất là thích. Sao nhỉ cưng? Tại vì em thấy chị thích mấy cặp đôi mà đẹp đẹp mà xứng đôi như thế này đó. Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu về bản thân mình nhé. Dạ chào anh Tuân, chị Chi, em là Trương Thanh Sơn. Hiện tại em đang ở Sài Gòn, sinh sống ở Đồng Nai. Dạ năm nay em 20 tuổi ạ. Kia làm cái gì Sơn? Dạ em làm thợ tóc với kinh doanh online team. À, thợ tóc luôn hả? Dạ. Em kinh doanh về cái gì? Em kinh doanh bên mỹ phẩm anh. À vậy là em là cùng mặt hàng với chị Chi đó. Tại vì em bên mỹ phẩm mà bán bên đặc trị mụn á. Còn em tên là Phạm Hồng Kha, quê em ở Bến Tre, hiện tại em đang sinh sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Kha với Sơn, hai bạn quen nhau bao lâu rồi? Em với Sơn quen nhau cũng được 4 năm ạ. Rồi để trước khi hỏi chi tiết về câu chuyện tình yêu á, cho Tuân quay ngược về câu chuyện tuổi thơ của hai bạn và cái hành trình phát hiện ra giới tính của mình nhá. Em biết giới tính của em năm nhỏ tuổi lắm. Tại vì ở dưới quê hay chơi mấy đồ hàng ấy chị, mặc đồ con gái bây giờ vợ chồng á. Hồi xưa lúc nhỏ em có biệt danh là Sơn BD từ nhỏ đến lớn luôn. Hiện tại bây giờ vẫn có còn biệt danh đó. Nhưng bây giờ ai gọi em? Lâu lâu bạn bè thì hay đi chơi ăn nhậu thường hay gọi. Nhưng mà bạn em là trai thẳng hả? Dạ, bạn em thằng trai thẳng không có người nào trong giới. Người ta kêu em gì mà em có khó chịu không? Có gì, nhiều khi em đó. Em có phản ứng lên không? Dạ có, em phản ứng kêu là tao làm gì BD mà kia tao BD. Phản ứng gì đâu mà yếu ớt các bạn. Nhiều gái mà. Dạ lúc đấy cũng nhột nhột trong người đúng không? Dạ nhột. Nhưng mà khó chịu đúng không? Dạ. Không có đồng ý mà người ta kêu mình vậy. Mình lúc đó mình chưa biết mình bị kiểu như là người ta nói mày BD này nọ là mình không thích. Nói mình là trai thẳng thôi, mình không có chịu là mình bị BD. Nhưng mà hồi nhỏ có giờ Sơn có cảm tình với bạn nữ nào không? Dạ có, tại vì nhà em có gần cái nhà bạn nữ này nữa. Cái mẹ em mới dạy học, tại gia đình bạn nó nghèo, không có đi học, mẹ em dạy. Xong rồi cái mẹ mới cáp qua là kêu là cô dạy con, mốt con làm dâu cô nghe. Cái hai đứa cũng kiểu như lời cha mẹ nói thì kiểu lúc nhỏ mình chưa biết giới tính mình như vậy á. Cái mình vẫn chơi, kiểu như mình chơi bạn thôi chứ em không nghĩ như bạn đó yêu em. Lúc em đi Sài Gòn là bạn khóc lóc, kiểu như là xa bạn đó vậy đó. Rồi khi mà em come out với gia đình á, có khó khăn nhiều không sao? Dạ lúc em come out với gia đình, cha mẹ em khóc. Tại lúc đó em bán điện thoại, lúc đó em còn xài cái iPad. Tại lúc em quen anh này á, tại điện thoại iPad em có hình. Tại lúc hồi xưa giờ không có quen ai hết. Cái mẹ em cái cầm cái iPad của em lên, cái thấy anh này. Mới đầu là hỏi em tưởng chuyện bình thường, tưởng cha mẹ biết, ai nhờ cha mẹ không biết. Cái cha mẹ hỏi là quen anh này bao nhiêu tuổi này nọ, làm công việc gì. Em mới kêu là anh này khoảng 28-29 tuổi, kêu làm ở Sài Gòn á. Mẹ em tự dưng khóc lên, cái kêu nhà vô phước, đẻ đứa con ra mà con mày bị PD này nọ vậy. Mẹ em khóc hết trơn. Rồi sau đó làm sao em giải quyết được cái cảm xúc đó cho mẹ em sao? Em chỉ im lặng thôi. Lúc đó mẹ em khóc em cũng khóc theo. Và một thời gian sau cái chị mới mét mẹ em kêu là thằng này quen anh này vậy đó. Cái mẹ cha mới điện lên cho nói mốt về già rất là khổ. Rồi cái đợt đó em về nhà, cha em nhậu, cha em từ em. Cha từ cha có nói gì không? Cha kêu là mày đủ lông đủ cánh rồi, mày bay đi, mày làm gì mày làm. Là em ra khỏi nhà luôn hả Sơn? Dạ không, tại vì lúc đó em cứ nghĩ là thôi cha xỉn rồi mình suy nghĩ thoáng nha. Kêu chắc cha xỉn cha không nói nặng gì đâu. Cái em ở đây cái ngày mai là cha em tỉnh rồi chuyện nó cũng qua. À là bình thường lại. Đến bây giờ thì bố mẹ chấp nhận hết chưa Sơn? Dạ chưa, nhưng biết thì biết một phần thôi. Nhưng mà lâu lâu cũng điện hỏi thăm này nọ. Nhưng mà hiện tại bây giờ cha em chưa chấp nhận. Cũng trong lòng cha em cứ muốn là em được phải lấy vợ này nọ. Nhưng mà mình không biết giải thích như thế nào. Giờ chuyện come out của Sơn là vậy, còn Kha? Em thì chắc em ngược lại với Sơn quá. Hồi nhỏ giờ là em y chang như một thằng trai luôn á. Chỉ là chơi bạn bè là cũng chơi đá banh đó, rồi chơi bóng rổ, chơi vẫn bình thường á. Khi mà em phát hiện là lúc mà lên Sài Gòn em học nè, xong cái em mới tìm hiểu hồi xưa là có gì cái hữu anh chị là thôi mình cũng tò mò vô đó, xong mình thấy cái nhóm group á là để gì trai tìm trai gì rồi đó, em mới tò mò bấm vô, thì bấm vô thấy cũng là chat group này kia nọ, nhắn tin yêu đương các kiểu đồ nha, thì mình cũng thấy ủa sao ngộ ngộ vậy đó. Thì từ đó em phát hiện là em tìm hiểu luôn. Chết rồi, vì là giới tính mình là gay quá sao là em thấy em hấp dẫn bởi mấy cái group kiểu là trai tìm đúng trai rồi. Còn nếu mà mấy tìm con gái thì em không hấp dẫn về nó lắm. Mà toàn là hồi xưa là nếu mà lên Sài Gòn á mà bạn bè em chơi toàn là trai thẳng với bánh bèo không, không có chơi trong cộng đồng LGBT nữa. Nhưng mà nhìn em rất là đàn ông, rất là man. Thậm chí bây giờ luôn á, bây giờ về nhà mà lúc mà thì nhà em thì biết Sơn rồi, thì thường mà đám dỗ mẹ em hay sao á thì về mấy bà nói Kha khi nào có vợ con, nó có chứ, nhưng mà con có vợ con trai gái gì cũng được nghe, nó mà cười vậy. Chứ bà chưa biết em vậy luôn. Gia đình của Kha có biết về gia đình của em đúng không? Ba em, tại vì mẹ em mất rồi, chỉ còn ba với mấy anh chị là biết, tại vì Sơn về là nhà cửa là Sơn cũng quét rồi làm hết trơn. Là mọi người tự tờ mờ đoán ra cái đấy thôi, chứ không phải ai nói ai hết. Đến bây giờ vẫn vậy luôn. Nhưng bây giờ vẫn vậy luôn. Mà tình cảm trong mọi người tốt hết hay là có cự nữ gì nhau không? Sơn cực kỳ được lòng mấy bà chị dâu với ông anh luôn. Vậy với đám dỗ mẹ em, đó làm ba ăn gà. Mà ba em á, thì cũng lớn tuổi rồi, ba em thì không có cắt. Anh ba anh tư em á, thì xưa giờ là không cắt cổ gà vịt luôn. Thì gặp hai bà chị dâu cũng không có luôn. Sơn nhào vô cắt một hơi là ngọt xớt luôn. Xăm gan vậy. Tánh Sơn cực kỳ men, cực kỳ đàn ông. Từ nhỏ lớn em không sợ gì hết. Nhìn yếu đuối nhưng mà lại không sợ. Còn bên kia rất là men mà lại sợ. Rồi bây giờ trước khi gặp nhau thì hai bạn cũng có những mối tình đầu của mình đúng không? Mối tình đầu của em là mối tình anh này luôn. Hồi xưa có mấy tình đầu nhưng mà kiểu như là không có sâu đậm. Còn cái mối tình trên tìm quanh đây của em mà 1 tháng á. Nhưng mà anh nghĩ là em cũng phải hạnh phúc trong thời gian đấy chứ ha? Dạ, tình đầu mà người ta còn đi học á, với lại lúc đó em còn đi học nghề nữa, mình không có gặp thường xuyên, tầm khoảng tháng gặp cái được 2 lần, nhưng mà kiểu đi cà phê này nọ thôi, chứ kiểu như bữa đó là vô cái quán buổi tối tối thui à, và anh nó kêu là vô đây uống cà phê, cái em uống vô, mình cứ thì mình lần đầu tiên của mình cứ uống thì mình cứ nghĩ là đi cà phê thôi, mình không có nghĩ gì. Quán cà phê đó có giọng đi, em mới nằm, cái bạn nó ngồi ở ghế đằng này, cái bạn chạy lết qua cái chỗ em ngồi. Mới đầu là rất là kiểu địch sự hung chán của mình, cái thấy em không có cự quậy gì hết, cái bạn tiến tới hôn tới môi luôn. Lần đầu tiên á mình được hôn với trai, kiểu như là mình thích ấy. Mình sướng không? Dạ, đúng rồi. Kiểu nó tê người rồi đúng không? Kiểu như hôn gì sợ á chị. Mà cái cảm giác mà hôn vừa sợ rất là sướng. Dạ, sợ nó nhìn nó dạ, sướng lắm đúng không? Vậy em bảo chị hôn thử trong rạp phim chị không chịu. Nhưng mà chị nghe nói vậy, đêm bữa nào chị thử. Rồi sau đấy em có tìm hiểu thêm những người nào nữa? Dạ không, lúc đó là kiểu như mình thích người ta, cái kiểu người ta đi Nhật cái mình bị buồn. Từ lúc em không yêu ai, từ lúc gặp ông này là em mới yêu ông này. Còn về Kha thì sao? Thì trước khi mà quen Sơn á là em có 2 mối tình rồi chính thức á, là lúc mà học Sài Gòn là em qua nhà con nhỏ bạn cấp 2 á, xong cái qua nhà nó thì như nhỏ bạn em nó ở với thằng em. Bạn em này hồi xưa lấy quê em biết rồi, còn nhỏ lấy quê em biết rồi. Sao này thấy lớn quá, lớn mà đẹp nữa chứ, lại là đúng gu em nữa. Xong cái em về mới xin số điện thoại, cũng nhắn tin qua lại, rồi uống cà phê. Rồi xong này khoảng được 2 tháng là tụi em dọn dở chung luôn. Rồi cảm xúc của Kha khi mà lần đầu tiên mình nhận ra là mình có cảm giác muốn gần gũi với con trai á, em còn nhớ cảm xúc lúc đấy không? Nó cũng lạ mà cũng thích lắm anh. Cái mối tình đầu của em là hình như là được 3 năm tụi em chính thức là được ngày nấy đi á. Là do hình như là em nghĩ là mẹ bạn này không chịu. Tại bạn này là áp lực gia đình. Dạ đúng rồi. Bạn này là nhà có một đứa trai một. Nhưng mà trước khi mà mình quen con trai á, Kha có quen ai con gái chưa? Dạ, chứ không thích luôn đúng không? Dạ đâu không thích luôn. Từ khi mà em biết cái nhóm group đó đó rồi em là dính theo cái group. Dạ dính luôn. Mà trước khi biết cái group đó thì sao? Thì em cũng vẫn đi học, vẫn chơi bạn bè bình thường. Nhưng mà chưa quen con gái. Dạ chưa. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là chia tay xong mối tình thứ nhất á, em cũng đi làm về bình thường á. Mà sao mình cảm giác trong lòng mình nó trống quá. Tại vì thường về là có người ở chung, còn giờ về mình thấy cũng 4 bức tường vậy nè. Xong cũng khoảng được vài tháng á, em đăng status ở một mình buồn quá này kia nọ đó chị. Xong rồi có mấy bạn kia vẫn vô comment. Thì mình cũng bấm vô Zalo mình coi, hay Facebook mình coi. Quen mà đó cũng tìm hiểu cũng được 1 năm đó chị. Ở chung cũng được vài tháng á, cái em ở đó hình như là không hợp á. nhưng mà em vẫn còn thương bạn đó nha. Tự nhiên bạn đó bỏ đi là khác biệt nhiều quá. Dạ, đúng rồi. Cái bạn đó bỏ đi, khoảng một thời gian khoảng 3 tháng 4 tháng gì á, tự nhiên em nhận được cuộc gọi của bạn đó luôn. Alo Kha hả? Tao đang ở bệnh viện nè, đó mày chạy vô đây đi. Tao nói thôi thì chia tay rồi thì mạnh đường ai nấy đi. Thật sự là cái miệng em nói vậy thôi chứ cái chân nó bị là chạy đi rồi đó. Vô xong bệnh viện là em thấy cái bạn đó với lại một bạn nữ nữa, bạn đó nằm chuẩn bị mổ, sao hình như là mổ ruột thừa. Cái bạn đó kêu bạn nữ đi về đi, con Kha vô rồi. Bạn gái đó là bạn làm chung với bạn đó à. Xong cái gia đình bạn đó mới vô. Thấy em lo cho bạn này kia nọ rồi mới thương em. Khi mà xong xuất chuyện xong bạn đó kêu em quay lại, em cũng đồng ý luôn. Quay lại xong hai đứa đi Nha Trang, đi về quê bạn đó. Cái mình cũng tưởng là về ổng bả thì sợ không chấp nhận á, hai ổng bả thương. Trước khi vô Sài Gòn ổng bả nói con chào cô chú con đi. Cái ổng kêu là thôi kêu bằng ba luôn đi. Thì đó mình mừng rồi. Xong vô Sài Gòn ở được 1 năm cái rồi bạn đó tự động đi. Thậm chí bây giờ em không biết lý do. Là 2 lần đâu. Bạn để tự đi là, đúng không? Là đi dọn nơi khác ở à. Nhưng mà em mỗi lần em có nhắn tin nhưng bạn ấy trả lời phớt à. Rồi em lần biết trước chắc... cũng vậy đúng không? Dạ, lần trước cũng vậy luôn. Tự dưng là cái cảm xúc của Kha khi mà tự dưng người ta đột ngột bỏ mình đi á, anh không hiểu cái lúc đấy đó. Khó chịu lắm anh. Khó chịu lắm. Phải chi mà nhắn tin cho mình, đúng rồi, cho mình biết lý do tại sao rồi này kia nọ. Chắc là bạn đó có cái gì đó. Nhưng em nghĩ là chắc lúc đó làm lương của em với lại không có đủ sống. Nên em biết nhu cầu bạn đó rất là cao. Em nói thôi em nói em buồn. Tên ngồi cười mỉm mỉm gì em. Tại vì lúc ổng chia tay bạn mối tình thứ hai á, là ổng đi xăm cái chân cái gì. Kiểu thất tình có đi xăm cái chân. Xăm cái gì dưới đấy em? Dạ xăm cái hoa văn. Hoa văn trên dưới chân á. Ủa xăm hoa văn hả? Anh tưởng xăm hận tình yêu hay cái gì ở dưới đó chứ. Không có. Quay về câu chuyện tình yêu của hai bạn đi. Cơ duyên nào mà hai người quen nhau được? Cơ duyên là đợt đó là bữa đó em buồn trong người đi. Bữa em đi mua rượu về bia về nhà em nhậu. Mà bạn em á kêu là ở bên đây có trai đẹp lắm. Rồi em đi qua đi. Cái em điện 5-7 lần thôi. Cái em không có đi. Cái xong rồi suy nghĩ sao em mới đi. Đi qua cái trong bàn nhậu thì gặp anh. Lúc đó là bàn nhậu là hình như là có em với Sơn với lại bạn của Sơn, 2 người bạn của Sơn. Xong mà nhậu xong mà thấy sao thấy bạn này cũng dễ thương, phong cách bận đồ y chang như là lớn vậy đó. Đó em thấy xong cái qua bữa sau là em xin số điện thoại, mình cảm ơn bạn này hôm qua đã với bạn kia đã ba mình nhậu vậy đó. Sau này mới hẹn vô tình cái nhà bạn có tiệc á, em mới hẹn rủ Sơn đi, xong em chở Sơn đi. Lúc đó trời mưa mà lúc đó là hình như là chờ con nhỏ em qua lận, mà là, lúc đó em với Sơn đi là khoảng 1 giờ mấy à, mà nhỏ em tới 5 giờ nó mới qua lận. Gặp trời mưa xong em rủ Sơn đi cái sạn ở gần đây này, có sạn này vô đó trú mưa đi. Sao không trú mưa ở dưới mái hiên thôi em? Ở ngoài nhà ta có lâu mái hiên lại mà. Cái đó cũng nói chung là người ta cũng có tình ý. Dạ đúng rồi. Thì thà nói vậy đi em đỡ thắc mắc. Bảo là vào khách sạn trú mưa, mình vào quán cà phê, mình vào tiệm ăn. Tức cái đoạn đó đó. Nói chung ra là trời đổ mưa là cơ hội. Vô khách sạn thấy cặp nào cũng vậy á. Trời mưa đổ mưa rồi, hay là khuyên đã dẫn được vô khách sạn nha. Trời đổ mưa là hai bạn đổ nhau luôn. Cái đó là lý do chính đáng nhất luôn. Xong cái vô đó trong cái hai đầu đi tắm, gỗ bằng này tắm chung luôn. Cũng hợp lý chị ha, tiến triển. Cơn mưa bất chợt là xong, vô khách sạn dạ, tay. Xong rồi qua bữa đó là sau là em thân chính thức là hợp quá rồi dạ. Nên mình cảm mình sẽ quen nhau luôn. Quen có một thời gian rồi em cũng tính chia tay bạn này rồi. Lý do em thấy Sơn nhỏ quá, nhỏ tuổi hơn em quá. Là hai bạn cách nhau bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi đâu có sao đâu. Quan trọng nếu mình thương nhau mình. Với lại quan trọng là có những người nhỏ tuổi nhưng mà cái suy nghĩ của họ. Cái lúc đó em suy nghĩ là chị Chi với lại Sơn ở Tân Phú mà em quận 7 nó xa, với lại mỗi lần em mà qua Sơn là đi khách sạn không mà một tuần đi phải 5-7 lần á chị. Tốn tiền với lại em nghĩ thôi mình chấm dứt đi. Mà thấy bạn này tội nghiệp, bạn này Trang là đi làm về rồi cuộc sống của bạn này nữa. Em nói thôi chấp nhận về nhà chung đi. Là thay vì chấm dứt thì mình tìm một đường khác để mình tiếp tục. Lúc mà trong thời gian quen bạn này á là Sơn có đòi về ở chung, em không cho. Tại vì lúc đó em ở với một bạn nam. Nhưng mà bạn nam này là em với bạn nam này thì không có công khai, em sợ Sơn biết. Hai mà ngày xưa lúc là có quen. Dạ đúng, nhưng mà y chang như quen mối tình này không có công khai đó chị. Là em lăng nhăng hả? Em mới chia tay Sơn là em giấu Sơn đó, không cho Sơn biết vậy đó. Nhưng mà thấy bạn này thương em quá. Thương ghê. Rồi bạn này thương quá thì với là em mới chia tay người kia. Không, lúc mà em dẫn Sơn qua ở chung bạn kia luôn. Xong bạn kia tự động đi. Là mới chấm dứt mối tình mình. Như sao? Ồ, cái gì em... mà ngộ vậy? Tức không được nha. Thí dụ nếu như, thí dụ nè, mình đã có người yêu rồi thì mình phải yêu cho trọn vẹn, còn không thích nữa cắt đứt với người kia đến người khác, làm vậy tổn thương cái người thứ ba, tội người ta, tổn thương hết luôn á. Nhưng mà cái người mà em ở chung thì đã hai đứa đã không có tình cảm gì rồi. Nhưng mà Sơn ơi, khi mà biết là Kha ban đầu chưa có chấp nhận cho em ở chung, em có suy nghĩ gì? Tại vì lúc đó em mất điện thoại, ông này mới đưa cái máy đồng điện thoại của bạn đó đưa cho em xài. Cái em xài xong chạy cho cái máy nó có lưu á, lưu những hình ảnh, cái em mới vô em coi. Cái em lên Facebook kiểu như mình tò mò, mình lên Facebook mình thấy. Cái bữa đó mình cũng mình biết, nhưng mà kiểu lần sau mới thấy nổi lên Zalo, cái mình cái kết bạn, hỏi bạn có quen anh này không, nó quen. Nhưng mà hiện tại hai người lại gì, nó chỉ là bạn thôi. Cái em mới nhắn tin ông này, hai người cãi lộn tùm lên. Rồi cái ổng đòi chia tay em, kiểu như lúc đó mình yêu quá rồi, kiểu như mình bất chấp hết tất cả. Tình đầu mà. Dạ, bất chấp hết tất cả thôi. Cái khóc lóc kiểu như bệnh lên bệnh xuống. Sau cái đợt cãi nhau đó làm sao em? Thì ông này ổng cũng nói thật ra hết tất cả. Cái dần dần cái ổng cũng đâu có khui hết, đâu có dần dần cái kiểu như đi nhậu á, cái ổng xỉn cái mình đâm trọt chuyện này đâm trọt chuyện kia, giờ mới kể. Dạ đúng rồi, mà hồi cũng khui ra hết trơn à. Lúc em qua ở chung á thì bạn đó vẫn ở, ổng nhắn tin là hỏi bạn đó là em qua ở gì vậy đó. Cái bạn đó chấp nhận, cái em qua ở tầm khoảng 1 tháng, tự nhiên bạn đó đi, cái đi xong hủy kết bạn với ổng. Có lẽ là cái bạn kia vẫn còn yêu bạn này, nhưng mà tại vì bạn này không còn cảm xúc mặn nồng với bạn kia nữa, nhưng chưa có dứt khoát thì lại gặp em, thì quen em một thời gian là có tình cảm thương em, đâm ra mới dẫn em về. Thì dẫn em về thì bạn kia cảm thấy khó chịu, thì bạn kia đi, tổn thương kiểu người ta thấy tổn thương đó. Anh cũng định hỏi Sơn đó, Sơn có suy nghĩ kiểu không tốt về Kha trong cái câu chuyện này không á? Dạ lúc đó thì mình kiểu như mình không có nghĩ gì nhiều á. Tại vì em quá yêu. Dạ kiểu như mình quá yêu, mình không nghĩ nhiều. Qua ở thôi, cái bạn kia cũng chia tay, cũng đâu còn gì đâu mà mình mắc gì mình phải ghen. Nhưng mà bạn đó ở chung là kiểu như là em ghét nha chị. Kiểu như mình đanh đá, mình ghét. Cũng làm cái gì là mình phải nhìn mình sân si với ông này. Ông này lúc em qua là kêu em có chuyện gì em không thích thì anh nói anh, để anh nói với bạn kia. Nhìn lúc cái chuyện gì em không thích, cái chuyện gì em không thích, cái gì em cũng cái gì cũng ngứa mắt. Cái gì mình kiểu mình không thích người đó ở đó, nhưng mà tại vì mắt mình thương ông này nên mình phải chịu, mình nhịn, mình nhịn để mình mình nói chưa? Làm ta rất là khó chịu ở chung, em thấy không? Nên mình nên dứt khoát trước khi mà dẫn bạn này về. Gia đình của Sơn có biết Kha mà đúng không? Dạ biết. Lúc em quen ông này á, qua ông này ở á, thì ông này mới đề cập cho em là em kiếm 10 triệu đi anh, qua cho em qua em ở. Cái lúc đó mình yêu quá, mình cứ chạy đôn vậy đó, mình để kiếm 10 triệu nên bắt buộc qua mình ở với ông này. Cái kiếm được rồi ông này kêu là thôi em trả lại đi. Ổng nói ngọt, ổng kêu là thôi em làm đó đi 2 năm nữa đi rồi hai đứa mình ở chung. Em cũng nghe lời, em kêu trả xong rồi tầm khoảng nửa năm sau cái hai người ở chung luôn. Trời cái gì vậy trời? Không có, tại vì lúc đó là bạn này đổi chung. Em chỉ là nói là từ chối khéo bạn này thôi để cho bạn nó đừng có qua. Ai ngờ bạn này hỏi thiệt. Hỏi mấy người tung tiệm, nói là chị bạn này. Đâm ra chị Sơn ghét em. Nó chắc quen này dụ dỗ này kia nọ. Anh có một câu hỏi cho Kha nhé. Sơn là một người trẻ tuổi nè, ngoại hình tốt nè, tính tình rất tốt. Mà sao em không kiểu nhẽ ra nhá, mình phải cố mình cự giữ người ta, mình thể hiện ra người ta biết là mình thật sự quý trọng người ta, chứ tại sao em lại kiểu tỏ ra không bất cần người ta vậy? Cái đó là lúc mới quen mới yêu á. Còn bây giờ thì em là ai thương ai nhiều hơn. Em thương, em lo từ nói chung là em lo Sơn A Z, Sơn biết đi làm về mà đúng rồi, dễ thương quá trời ơi thiệt quá. Còn từ cái quần cái áo nấu ăn hay gì là em lo hết, em làm hết, rửa chén quét nhà lau nhà. Có cưng chiều không? Cưng. Bây giờ cưng nhất đúng không? Dạ cưng. Đi đâu là dù em đi mà trước em đi mua đồ cho em đúng không, em mua 1 cái em về em mua phải mua 5 cái, mua em 2 cái, mua Sơn 3 cái, nhiều khi em xách đít em đi mua cho Sơn không. Khi mà gia đình của Sơn có thành kiến với em như vậy á, thì bây giờ quan hệ như thế nào vậy? Em chưa về quê Sơn rồi. Em rủ về, ông này không dám về, em cứ sợ là về mất công cha em đuổi ra khỏi nhà. Tại vì cái lúc cha em chửi em á là kêu mày dắt đứa nào giống mày về tao đuổi ra khỏi nhà. Cái em mới nói ông này sợ. Lúc hôm qua ở ông này kiếm 10 triệu á là mẹ em điện lên mày quen thằng này dụ dỗ rồi kiếm 10 triệu mày cho trai ăn này nọ. Em lúc đó mình bị hoảng á chị, mình tắt máy hết trơn. Cái lúc đó bạn chị mới nhắn tin cho bạn em kêu là nói nhỏ nhẹ Sơn mở máy ra để mẹ điện thoại nói chuyện ngọt ngào. Cái điện thoại cái mẹ cũng không nói gì, cái em thấy mẹ cũng bình thường, cái em cũng im luôn, không có đề cập tới vấn đề đó nữa. Mà lâu lâu mẹ cũng điện lên hỏi thăm này làm ăn được không này nọ. Em cũng yêu tha thiết quá ha. kiểu như mình yêu mù quáng luôn á chị. Cái gì mình... Chị Chi có vẻ đồng cảm. Không, mà thấy dễ thương à, chị thương bé này thôi à. Không, tại vì anh thấy như vậy là em trẻ nhá, mà ngoại hình em tốt mà em lại yêu kiểu lao đầu á. Thương mà trẻ, mà được IQ này rất là chẳng, bóng mén á, hay cái kiểu là hay động đảnh à. Mà đẹp xinh á là nhõng nhẽo động đảnh lắm yeah. Còn cưng là ngược lại đó. Cái gì mà dễ thương. Bạn này là cùng phấn đấu với lại Kha yeah. luôn á. Có nghĩa là chịu thương chịu khó dạ, cùng rồi. Với em luôn á. Sơn là không có ham chơi luôn á chị. Cuối tuần đi em kêu đi làm về em kêu Sơn ơi tắm đi chơi. Ồ không biết rồi. Ở nhà. Cái tập này mà phát sóng lên là em mệt đó Kha anh nói. Tập này mà phát sóng lên là em mệt đó Kha anh nói. Bây giờ em mới thương. Thật sự em cũng được bạn em lo mà em giữ đi nha. Phải gái mà thương. Bây giờ mà em về quê mấy ngày á là em phải đi mua một nồi thịt kho trứng em để cho bạn này. Tại vì Sơn tính không ăn sáng luôn chị. Sáng dù ăn nhà không mà không ăn đồ dù tối là Sơn làm về là em nấu sẵn rồi, ăn xong còn dư tụi em bỏ tủ lạnh để sáng hầm lại cho Sơn. Rồi khi mà em về ở với Kha em còn lo lắng về các câu chuyện cũ của Kha không? Không, lúc đó mình quen là ông này qua ở tầm khoảng 2 tháng là bạn kia đi rồi, hai người cứ hạnh phúc thôi, mình không có quan tâm với chuyện của người ta nữa, mà mình lâu lâu cũng ghen. Lúc đó em kiểm tra máy ông này thường xuyên lắm, tại lúc đó mình mới quen ở chung á, tra máy rất là thường xuyên. Giờ hiện tại bây giờ ít có kiểm tra máy, kiểu như mình thân thuộc quá rồi. Chứ là bây giờ em được thương nhiều hơn dạ, rồi. Kiểu như mình họ lo lắng mình chưa chừng tí ăn uống cách mặt. Kiểu ông lo hết em, không làm gì riết. Hồi xưa em 54 kg ông lo riết em sắp lăn luôn. Mà bạn bè em ai kêu Sơn cục vàng đó. Nhưng mà đừng để mập nó là xấu nha cưng dạ. Kiểu như ai cũng nói giờ em mập vậy được rồi, đừng có mập quá, mập quá em bị sồ người ra bị xấu. Cái lâu lâu ăn vừa thôi, kiểu như tối tối em được ăn đêm, sau 8 giờ em ăn ít thôi. Kinh nghiệm từ một người chị dành cả thanh xuân để giảm cân. Sau 8 giờ em ăn nhẹ thôi. Nhưng mà bạn này có cái tật là hay ăn khuya á chị. Ăn bánh lăng bạn cũng nấu nè, làm nè, da ua nè, chè rồi bạn tự làm hết trơn ở nhà. Đó, kiểu như đảm đang á. Hồi xưa em nấu hay nấu này nấu kia, ăn bỏ tủ lạnh như chè rồi làm sữa chua, bánh lăng em bỏ tủ lạnh ăn. Tại vì có mình một mình em ăn, em làm riết, ổng làm riết, nuôi em riết. Giờ em kiểu lục nghề luôn, mình không biết nấu gì luôn. Thì em nấu đi, kệ bạn này lo, thỉnh thoảng em vẫn nấu những cái món em làm được. Nấu mà gần có một mình em ăn không hết. Rồi Tuân thắc mắc như vậy nè, là khi mà chưa quen nhau 4 năm rồi mà chưa về gặp gia đình của Sơn thì hai bạn có cái lời gì mà muốn gửi đến gia đình của Sơn không? Nếu mà em á, thì nếu mà cô chú mà coi chương trình này á, thì nếu mà biết em và Sơn quen nhau á, thì hãy thông cảm cho em và Sơn. Nhưng mà em hứa với cô chú là em sẽ lo cho Sơn đến khả năng của em. Đó, em không để Sơn thua thiệt mọi người, bạn bè em nữa à. Rồi Sơn có muốn gửi lời gì đến gia đình của mình? Dạ, em có gửi đến cha mẹ là kiểu như cha mẹ bây giờ nếu con lấy một người vợ thì để sinh con này nọ, nhưng mà con không lấy được. Bây giờ con có được một người nữa là người con trai thì mẹ sẽ được hai người con trai. Tại vì khi mà muốn con mình lấy vợ mà con mình không có thích con gái mà lấy vợ rồi về sẽ làm khổ cho cả ba. Chính vì vậy hãy cho họ sống với cái ước mơ và cái sở thích của mình thì các anh chị nghĩ là sẽ hạnh phúc hơn. Dự tính trong tương lai có dự tính gì không? Có định cưới nhau không? Cưới thì Sơn không chịu. Tại em sợ đám cưới ra 2 năm nữa cái tự nhiên mình đùng cái chia tay, cái mình em sợ chia tay. Kiểu như đang quen hạnh phúc bây giờ cái mình cưới cái đùng cái chia tay cái... Em cũng có nhiều bạn bè lắm, quen mà khoảng 8-9 năm luôn anh chị. Nhưng mà khi mà cưới khoảng 3 tháng cái sợ cái huông. Dạ đúng rồi, cái huông. Em chứ giờ em Sơn là gán làm với lại tích một cái vốn nào đó, mua nhà hay chung cư đó, rồi mở một cái tiệm salon nhỏ nhỏ để cho Sơn làm nghe. Còn em vẫn đi làm bình thường. Không, anh chị thấy từ nãy giờ là chị thấy đó, lúc đầu thì bạn này thương em nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng đến bây giờ dù sao nữa em là người trải đời, em trưởng chàng hơn thì bây giờ em sẽ là người bao bọc cho bạn Sơn. Và chúc cho mọi chuyện đều tốt đẹp ha. Dạ. Chúc hai em nha. Và chương trình tặng bằng sản phẩm Pack Harare đến từ thương hiệu Spa Treatment. Rồi hy vọng là tất cả các dự định của các bạn sẽ thành hiện thực. Dạ. Và lúc nào cũng yêu thương nhau như vậy. Dạ, em cảm ơn. Rồi chúc hai em trăm năm hạnh phúc ha. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn nhãn hàng Spa Treatment, thương hiệu đến từ Nhật Bản đã đồng hành với chương trình này. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Cũng như đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.